Chúc cho tất cả các anh chị nhà mình hôm nay trong cái chuyến đi lần này cũng như là trong tất cả những cái hành trình về sau nữa, chúng ta luôn luôn giữ được cái nhiệt huyết như này các anh chị nha. Bây giờ thì em xin phép là ngắt cái dòng tâm sự của các anh chị một chút, bởi vì là dù gì thì dù công việc của em vẫn là phục vụ đoàn, các anh chị nhà mình tạo điều kiện giúp em một chút để em đỡ mất nghề các anh chị nha. Tất nhiên là ngồi ở đây em chỉnh lại nhạc thì em sướng hơn, em nhàn lắm, chả phải làm gì cả, nhưng mà em không muốn như thế. Như thế thì em mất nghề mất các anh chị ạ. Vừa nãy có chị nào mà cầm mic của em mà giới thiệu về Hải Phòng xong rồi loanh quanh thế nào ra tận Đồ Sơn vâng ạ. Như thế thì chắc là đường du lịch của chúng em là sang năm là không ai còn dám đi nữa. Có anh này còn hùa theo mà của nhà như cái lá đa ở Đồ Sơn nó như cái bà lả Liên Xô nhất nước. Vâng, cái đấy thì em cũng chưa biết như thế nào, nhưng mà thưa với các chị em có biết em cũng chẳng nói cho anh biết đâu. Thưa các anh chị, là chào mừng tất cả các anh chị nhà mình về đến đây, về với lại quê hương Hải Phòng, quê hương của rất là nhiều những cái điều tuyệt vời các anh chị ạ. Chúng ta đang đi qua khu vực này là khu vực An Lão Hải Phòng các anh chị nha. Chỉ ít phút nữa thôi thì đoàn chúng ta sẽ di chuyển lên trên cao tốc quốc lộ 5B. Cao tốc 5B này thì sẽ nối thẳng với lại cảng Đình Vũ, và chúng ta sẽ di chuyển qua một cây cầu, đó chính là cây cầu Bạch Đằng, để sang bên mảnh đất Quảng Ninh các anh chị nha. Qua cây cầu Bạch Đằng này, đây cũng chính là ranh giới tự nhiên. Cây cầu Bạch Đằng bắc qua con sông Cấm, và đây chính là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Phòng. Thưa các anh chị, là bây giờ chúng ta đến với Hải Phòng, chúng ta nghe Hải Phòng giáp Quảng Ninh, nhưng trước đây thì khu vực này thuộc khu Hồng Quảng và thuộc cùng một tỉnh. Đến với lại Hải Phòng, thưa các anh chị, là chúng ta đang đi qua khu vực này, vừa chúng ta đi qua khu vực Vĩnh Bảo Hải Phòng, chúng ta có dừng chân rất là nhiều anh xuống là phì phèo điếu cày đó. Thì thưa các anh chị, quê hương đây chính là quê hương của thuốc lào. Và qua đến Vĩnh Bảo thì chúng ta đến với lại quê hương của một vị tiên tri trong lịch sử của Việt Nam. Nếu như mà anh chị có dịp quay trở lại đây thì mời các anh chị nhà mình chúng ta tham quan một ngôi đền rất là linh thiêng của một vị tiên tri, được có những lời gọi là sấm truyền, được coi như là một nhà chiêm tinh học của Việt Nam, sánh ngang với lại Gia Cát Lượng của Trung Quốc trong lịch sử các anh chị nha. Nếu như không có nhân vật lịch sử này thì có lẽ như là Việt Nam của chúng ta, bản đồ hiện tại chỉ kéo dài đến mảnh đất Quảng Bình mà thôi, không xa hơn được đâu ạ. Nhưng chỉ một câu của vị thần, vị chiêm tinh này thôi, mà đến hiện tại là mảnh đất Việt Nam của chúng ta được giải đất hình chữ S rất là đẹp. Thưa với các anh chị, chỉ một câu thôi, hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Cái câu mà Trạng Trình Nguyễn Đình Khiêm đã khuyên vị tổ sư đầu tiên của triều đình nhà Nguyễn là 10 đời chúa và 13 đời vua, thưa các chị. Đó chính là ông Nguyễn Hoàng, vừa là học trò cũng như là vừa là cái thế hệ kế cận của Trạng Trình Nguyễn Đình Khiêm. Trạng Trình Nguyễn Đình Khiêm thì sinh ra tại mảnh đất Hải Phòng, Vĩnh Bảo, nhưng mà làm quan dưới triều nhà Mạc. Khi mà đất nước của chúng ta rất là rối ren vào thời kỳ thế kỷ thứ 16 thì ông có khuyên nhà Mạc một câu mà bây giờ các chị nhà mình đi tham quan ở mảnh đất Cao Bằng hay là Lạng Sơn, các chị nhà mình sẽ thấy rằng là trên đó rất là nhiều những cái khu thành nhà Mạc. Đó chính là khuyên nhà Mạc là hãy lên cái phía vùng phía Bắc đó, thì sống được thêm 3 đời. Và lịch sử cũng chứng minh đây là một câu tiên tri hoàn toàn đúng. Đó. Nhà Mạc thêm được 3 đời ở khu vực trên này và xây dựng rất là nhiều những cái thành trì kiên cố ở đây. Đó. Và thưa với các anh chị rằng là nếu như mà cái thời điểm đó mà không có một câu của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm thì có lẽ như là nhà Trịnh, khi mà đất nước của chúng ta là Trịnh Nguyễn phân tranh đó, thì nhà Trịnh đã xưng vương rồi, đã xưng vua, và trong lịch sử của chúng ta không có chúa Trịnh mà sẽ có triều đại nhà Trịnh. Đã, nhưng mà Trịnh Kiểm là người đầu tiên nắm quyền hành, phò lê diệt Mạc, nhưng có hỏi Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm một câu là nên làm gì bây giờ thưa thầy? Thì Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm khuyên với Trịnh Kiểm rằng là thờ Phật thì được an oản, có nghĩa là vua Lê được tôn lên làm Lê Bù Nhìn. Đã, bởi vì triều đình nhà Lê là một trong những triều đình rất là hùng mạnh của lịch sử Việt Nam, rất là nhiều người dân cũng như là tướng lĩnh là ủng hộ nhà Lê. Còn việc nhà Trịnh trong lịch sử chưa hề có một dấu chân thì xưng vương là điều rất là khó và rất dễ là dân sẽ nổi loạn. Chính vì vậy mà Trịnh Kiểm đã làm theo lời của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, phò Lê diệt Mạc, tôn vua nhà Lê lên, và vua là vua Bù Nhìn, mọi quyền hành trong tay Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm lại là anh rể của Nguyễn Hoàng, đã chính tay giết chết Nguyễn Uông là anh trai cả của Nguyễn Hoàng,
và Nguyễn Kim là cha của Nguyễn Hoàng làm quan dưới triều nhà Mạc. Thưa với các anh chị rằng là khi đó Nguyễn Hoàng được, là cái gai trong mắt của chị Kiều. Và Nguyễn Hoàng nghĩ là trước sau gì cũng sẽ đến lượt mình mà thôi. Xin với chị gái mình là Bảo Ngọc và xin chấn giữ cái mảnh đất Thuận Hóa là mảnh đất mà triều đình vừa mới chấn giữ được ở sát khu vực Quảng Bình bây giờ, thưa với các chị. Thì khi đó Trịnh Kiểm đồng ý ngay, vừa đẩy được Nguyễn Hoàng ra xa mình, cái gai trong mắt đuổi đi xa. Mà mảnh đất Thuận Hóa thời bấy giờ đó chính là mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Trịnh Kiểm nghĩ là Nguyễn Hoàng sẽ không làm gì được đâu. Và Trịnh Kiểm đã sai khi mà cho Nguyễn Hoàng di cư vào trong mảnh đất Thuận Hóa. Khi đó ông có những Nguyễn Hoàng, ông có những cái chính sách rất là tuyệt vời. Đó chính là những cái người gia quyến mà đi theo ông quê hương gốc Thanh Hóa, tất cả những người đi theo ông đều được ông lo lắng cho từng bữa ăn một. Và ông khuyến khích là đi đến đâu khai hoang đến đó. Những ai khai hoang đến đâu thì mảnh đất đó thuộc về người đó và 10 năm đầu tiên không phải nộp thuế. Đó là cái chính sách cực kỳ tuyệt vời và để cho nhà Nguyễn mở mang mở cõi một cách rất là nhanh. Trong cái lịch sử của Việt Nam á, thì Ban Tuyên giáo Trung ương có viết lại rằng là ông cha ta đi mở mang bờ cõi. Thưa với các anh chị rằng là đây là một câu nói giả nói tránh. Còn nguyên văn thì là ông cha ta đã xóa sổ ba quốc gia. Dạ. Thứ nhất là quốc gia Phù Nam, vương quốc Chân Lạc và vương quốc Chăm Pa. Dạ. Để cho mảnh đất Việt Nam của chúng ta đến giờ phút này là hình thành hình chữ S trọn vẹn các anh chị nhá. Nếu như các anh chị nhà mình đến với lại mảnh đất Cà Mau đó, ra đến tận Phú Quốc bây giờ, thì đó chính là vương quốc Phù Nam ngày xưa. Các chị nhà mình vào đến khu vực mà Quảng Nam, đó chính là khu vực mà Chăm Pa cổ. Trong lịch sử Việt Nam, ngoại trừ những người chết ở xa trường, chết do thiên tai bão lụt, thì 100% khi chôn cất trọn vẹn, người ta sẽ chôn nằm ngửa. Nhưng mà Trạng Trình Vũ Đình Liêm là một người tiên tri được cả ngày mất của mình, tiên tri được vận mệnh đất nước sau 500 năm. Ông có một di nguyện khi chết đi, đó chính là khi ta chết đi hãy chôn ta nằm sấp, 30 năm sau hãy chôn ta nằm ngửa trở lại. Đã, tại sao lại có cái câu chuyện này ạ? Bởi vì quan điểm của Chiêm Tinh Học, thưa các anh chị, đến giờ phút này vẫn vận hành, vẫn vận dụng. Và bất kể ai khi sinh ra, chúng ta cũng đều luôn luôn là có một cái niềm tin vào tâm linh. Quan điểm của Chiêm Tinh Học là khi sinh ra ai cũng vậy, mỗi người sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh. Và khi ngôi sao chiếu mệnh đó ở trên bầu trời tắt đi thì đồng nghĩa với việc là người đó sẽ lìa cõi trần này về với lại tổ tiên. Thì Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm cũng là một trong những người rất là tài giỏi về chiêm tinh. Nhìn lên bầu trời, những cái ngôi sao đó, cái năng lượng tỏa ra, độ sáng hay là độ mờ sẽ chiếu thẳng vận mệnh và quyết định cái người đó là người có quyền hành hay là có ảnh hưởng đến đất nước hay không. Đó, và những cái ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sẽ là những ngôi sao mà chiếu mệnh cho những người mà có vị trí quan trọng trong đất nước. Thì khi đó ông nhìn lên bầu trời, cái ngôi sao chiếu mệnh của ông đó, nó khi mờ khi tỏ, nó rất là yếu ớt rồi. Và ông chiêm tinh được rằng là cái ngày mất của mình. Thì khi đó, thưa với các anh chị là ông phải dùng cái thuật phong thủy. Đó chính là khi chết đi đó thì chôn nằm sấp, ngôi sao chiếu mệnh của ông trên bầu trời nó không tắt đi, mà nó chỉ khi mờ khi tỏ thôi. Để làm gì ạ? Để tránh cho đất nước bị xâm lăng. Những ông thầy phong thủy người phương Bắc là gián tiếp là người Trung Quốc đó, thưa các anh chị, đó chính là những người rất là giỏi về thuật phong thủy, rất là giỏi về chiêm tinh, cũng sẽ nhìn đến bầu trời biết được rằng là nước Nam của chúng ta không có người tài, không có quân sư, thì khi đó sẽ phát động những cuộc chiến tranh xâm lược và đất nước của chúng ta không thể nào tránh được những cái cuộc đô hộ. Và chính vì vậy ông phải sử dụng cái thuật phong thủy, đó chính là chôn ông nằm sấp, 30 năm sau khi đất nước của chúng ta có người tài, chôn ông nằm ngửa trở lại. Và đấy là một lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong thực tế. Nếu như qua cái ngôi đền của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm thì thưa với các anh chị là các anh chị sẽ được nghe cái câu chuyện về chính ngôi đền này. Đó chính là khi ông chết đi thì ông tiên tri được ngôi mộ chôn của mình. Đó. Và ông tiên tri cái ngôi đền thờ của mình. Khi ông chết đi đó thì người dân Vĩnh Bảo Hải Phòng là tôn thờ ông và lập nên ngôi đền này. Thì khi đến cái thời kỳ mà vua Minh Mạng năm thứ 14 dưới triều nhà Nguyễn đó, thưa các anh chị, thì cái mảnh đất Thủy Nguyên Hải Phòng này là cái mảnh đất rất là màu mỡ, bãi bồi của con sông Cấm,
Nhưng mà năm đó là một năm hạn hán, thì vua Minh Mạng mới sai Nguyễn Công Trứ là người làm công tác canh điền, thì chỉ để cứu được mùa màng phải đào một con kênh từ con sông Cấm. Ông Nguyễn Công Trứ nhìn trên bản đồ sẽ phải đào qua ngôi đền của Trạm Trình núi Bình Khiêm. Khi mà đi sai quân lính cũng như là người dân phá ngôi đền này để đào kênh thì không ai dám đụng đến ngôi đền này cả. Và Nguyễn Công Trứ chính là người nhấc, cầm tay nhấc bát hương lên toàn phá ngôi đền này. Nhưng khi nhấc bát hương lên, ông lại lặng lẽ đặt bát hương xuống, thắp ba nén nhang và rời đi đào con kênh qua một con đường khác. Vì sao? Dưới bát hương có bốn câu thơ. Bốn câu thơ này chính là bốn câu thơ tiên tri, cũng như là một lời răn đe đến Nguyễn Công Trứ. Minh Mạng thập tứ, thằng Trứ phá đền, phá đền thì phải lập đền, nào ai đụng tới doanh điền nhà bay. Minh Mạng thập tứ, năm Minh Mạng đời thứ 14, thằng Trứ phá đền, thằng Trứ chính là Nguyễn Công Trứ. Phá đền thì phải lập đền, nào ai đụng tới doanh điền nhà bay. Đây chính là một lời răn đe. Được không anh chị? Đây là câu chuyện có thật mà các chị nhà mình đến ngôi đền của Trạm Trình núi Bình Khiêm, anh chị nhà mình sẽ được nghe các chị nha. Dạ. À, em xin phép là chúng ta sẽ quay trở lại với lại những câu chuyện khác của Hải Phòng. Thay mặt cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, thay mặt cho tất cả các hội, hội phụ nữ, hội phụ lão, hội thiếu niên nhi đồng và đặc biệt là hội các cháu mới lớn, dạ, chào mừng các chị nhà mình đang đi trên mảnh đất Hải Phòng các chị nha. Đi đến đây đó thì trên xe nhà mình thì rất là nhiều chị xinh gái, rất là nhiều chị đẹp đó. Nhưng mà cũng có các anh trai. Cho em hỏi là các anh trai trên xe nhà mình có thích gái đẹp không ạ? Cái rõ ràng. Ui giời ơi, không thích gái đẹp thì mình thì bỏ sư rồi đúng không ạ? Thưa với các anh chị là chào mừng các chị nhà mình đến với quê hương của những cô hoa hậu. Trong lịch sử hoa hậu của Việt Nam, quá nửa cái số hoa hậu của Việt Nam đó quê hương Hải Phòng các chị nha. Các chị nhà mình không tin á, các chị nhà mình có thể lật Google ra để kiểm chứng xem lời em nói có đúng hay không ạ. Các anh chị ơi, mảnh đất Hải Phòng tại sao lại nhiều người đẹp như vậy? Dạ, không phải là xuất xứ từ Đồ Sơn của anh đâu nhé anh nhé. Dạ, bàn là Liên Xô bỏ sang một bên. Dạ, Đồ Sơn không phải quê hương của những cô gái đẹp. À, nói thế cũng không hoàn toàn đúng. Cũng là quê hương của những cô gái đẹp. Nhưng mà lịch sử đã chứng minh rồi. Dạ, lát nữa sẽ có một câu chuyện liên quan đến Đồ Sơn mà em sẽ phải kể cho các chị nhà mình nghe, để các chị nhà mình lưu ý, bởi vì nó liên quan đến tâm linh các chị nha. Bây giờ quay trở lại với lại những cô hoa hậu xinh đẹp ở đây. Tại sao lại là quê hương của những cô hoa hậu xinh đẹp? Thì thưa với các anh chị là em cũng rất là thắc mắc và em đã có thời gian tìm hiểu. Thì mảnh đất Hải Phòng và mảnh đất Quảng Ninh trước đây là một khu thuộc khu Hồng Quảng và cùng chung một gốc. Thì chúng ta quay trở lại với triều đại của nhà Trần. Một triều đại mà trong lịch sử của Việt Nam rất là thịnh vượng, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn. Một triều đại mà dân giàu nước mạnh. Thưa với các anh chị là nếu như trong lịch sử của Việt Nam chúng ta có rất nhiều những triều đại, chúng ta có những cái triều đại mà để mà tranh cướp ngôi vua đó, nó rất là khốc liệt. Nhưng mà duy nhất có một triều đại mà cả trên cái lịch sử thế giới này, nhà Trần lấy ngôi của nhà Lý mà không mất bất cứ một mũi tên, một thanh gươm hay là một viên đạn nào cả. Vì sao lại như vậy? Dưới sự lãnh đạo của Thái sư Trần Thủ Độ, thì thưa với các anh chị rằng là nhà Lý truyền ngôi cho nhà Trần một cách tự nguyện và ai cũng phải công nhận là đó là cái tài ba của ông Trần Thủ Độ. Thì quay trở lại với lịch sử, chúng ta sẽ đi theo cái dòng chảy các anh chị nha. Nếu như đến với lại mảnh đất An Sinh Đông Triều đó, thì thưa với các anh chị sẽ đến với lại gốc tích của nhà Trần. Nếu như anh chị không biết, trên xe mình có anh chị nào quê hương Nam Định không ạ? Vâng ạ, tuyệt vời. Chúc mừng chị là người con gái quê hương Nam Định. Và chúng ta thường biết đến là đầu năm đó có khai ấn đền Trần. Và chúng ta đang bị rất là nhiều người đang nhầm tưởng là khai ấn đền Trần đồng nghĩa với việc là đền Trần ở Nam Định và xuất xứ nhà Trần ở Nam Định. Nhưng không phải, thưa anh chị ạ. Đã, xuất xứ của nhà Trần. Và chúng ta đi theo dọc cái mảnh đất Quảng Ninh này ạ, từ Đông Triều Quảng Ninh ra đến tận địa đầu Tổ quốc là Móng Cái. Chúng ta đi đến đâu cũng có dấu chân của nhà Trần. Chúng ta đi đến đâu cũng có những ngôi đền thờ dấu tích của nhà Trần. Dạ, nơi đây là nơi địa đầu Tổ quốc và nhà Trần là một triều đại đã bảo vệ đất nước của chúng ta qua 3 lần chiến thắng trong quân Nguyên Mông. Thì thưa với các anh chị, gốc tích của nhà Trần lại chính là ở bên tay phải của các anh chị đấy. Chúng ta nhìn xa xa đó chính là dãy núi Yên Tử. Đó chính là khu vực An Sinh Đông Triều. Và đó chính là gốc tích của nhà Trần các anh chị nha. Em sẽ kể cho các anh chị nhà mình nghe.
Trước nhà Trần đó chính là thời nhà Lý. Trong thời trị vì nhà Lý có một vị tướng cực kỳ tài ba, đó chính là Lý Thường Kiệt. Người này đã từng gọi là giữ vững nền độc lập dân tộc, đem quân đánh sang đến tận khu vực Vân Nam Trung Quốc, nhưng chỉ đánh để cho Trung Quốc biết rằng là nước Nam tôi mạnh lắm, đừng có bắt nạt nước Nam tôi, và đánh sang đến Việt Nam, Vân Nam, sau đó lại rút quân về chứ không có xâm chiếm. Và trong như trong cái cuộc mà đánh sang đến tận Vân Nam đó thì đánh bằng cả đường bộ, đánh bằng cả đường thủy, thì trên cái con tàu mà chở những chiến sĩ, những quân sĩ đi sang đến tận Vân Nam Trung Quốc, thì thưa với các anh chị là có rất là nhiều những cái chiến sĩ là vì là giông bão ban đêm đã bị rơi xuống biển và dạt vào một khu bờ biển. Nếu như anh chị nhà